Xin chào tất cả các anh chị cô chú nha. Hôm nay mình sẽ ghé một cái quán đó là mực nướng Hồng Kông. Đó, trong cái khu ẩm thực Hồ Thị Kỷ nè, trong một cái hẻm nhỏ thôi. Có một giới thiệu cho cái nhà. Đây. Mực nướng Hồng Kông cá viên cà ri đây. Phía bên trong nha. Ồ, nhìn cũng khá là hấp dẫn nha. Nay mình thưởng thức. Hello anh. Trời ơi, dạ. Đi tìm quán ẩm thực của anh đây. Trời ơi. Dạ. Đi review ẩm thực đây. Ê, tắt giùm em cái nhạc rồi con. Tắt. Thôi, khỏe, lâu quá anh hả? Lâu quá. Nay mình có món gì anh? À, cá viên sắc trời nè, mực nướng và tục nướng. Mực nướng và tục nướng rồi. Đây là nấp hẻm quá, bảo nấp hẻm nha cả nhà. Rồi, đây là mực nha cả nhà. Kia là nướng hả, bạch tuộc à? Còn này là mực lát cóc, bạch tuộc lát cóc rồi á. Dạ. Lát cóc ngon. Dạ. Như một phần này là bao nhiêu anh? Một phần này là 45.000. À, một phần. Một lạng. Dạ, một phần là 45.000 nha nhà. Còn cái món này để mình kéo anh xíu rồi. Cá viên súp cà ri đây. Ôi, nhìn cái nồi súp cũng hấp dẫn quá nha. Ôi, đây, anh bán là từ mấy giờ tới mấy giờ anh? Từ 4 giờ đến 10 giờ. Dạ. 16 giờ đến 22 giờ. À, 16 giờ đến 22 giờ hả? Đây còn cá, đây là cá viên chiên hả? Rồi, cá không có viên nướng à. À, cá viên nướng Hồng Kông à, theo kiểu Hồng Kông à. Ôi, cái này cuộc sống Sài Gòn TV dẫn cái nhà đi ăn món Hồng Kông nha. Dạ. Tại Sài Gòn. Hồng Kông bên hông Hồ Thị Kỷ. À vậy hả? Ôi nhìn hấp dẫn không? Cái này là mình nướng theo kiểu gì? Kiểu Hồng Kông luôn à hả chị? Dạ. Cái sốt mình nướng theo kiểu của Hồng Kông. Làm cho em một phần đi. Em sẽ review. Vậy. Hôm nay sẽ review nha nhé. Vài món. Nhà này khỏe không anh? Dạ. Ồ, cái món đó là món gì đó? Mì gì? Mì trộn. Mì trộn hả? Mì trộn hả? Dạ. Ở nhà khách mang rồi. Dạ. À, mình có ship hay là mình bán như thế nào không anh? Bán thì có ấy, định giao hàng, giao bằng AMU rồi đó. À, mình có giao hàng luôn hả? Hoặc là gọi điện thoại hay là sao? À, dạ. Đây không gian ngồi phía trong này, cái nhà có thể là ghé thưởng thức và ngồi đây nè. Rồi. Ồ, trang trí thấy đúng phong cách theo kiểu Hồng Kông hả? Tấm hình này là đặc trưng là gì với anh Khoa? Tấm hình này nè. Em à, dạ hả? Đây, vô mình cứ quay cái menu cho cái nhà này. Có menu lẩu nữa hả? Ôi, đây là combo 99 nha. Cà. Cá viên súp cà, cà ri nè. Ôi, mực lát cóc non nè. À, đây anh có lẩu nữa nha cả nhà. Anh có lẩu nữa nè. Rồi mình sẽ thưởng thức thôi, thưởng thức một phần thôi. Kia đệ tử anh đó hả? À, đây là sốt cà ri khách mang về á hả? Sốt cà ri, rồi có viên sốt cà ri nè cho khách này cả nhà. Rồi làm em phần đó đi, review phần đó đi. Hai hơn á. Món mới. Đây nha cả nhà, mình
mình hồi nãy mình có đi ngang vô cái hẻm á, mình quay vô trong cái hẻm đó cho cả nhà. Rồi đây từ cái hẻm mà ngoài đầu đường này, cái nhà đi vô là cái nhà nhìn vô là nhìn thấy liền ha, cái quán này liền ha. Bởi vì phía trước á có cái loa. Tới đặt luôn tại quán. Cái gì không thôi. Ra đây ra đây. Hai em tổng cộng hai mặt nướng bằng bạch tuộc. Ôi chào cả nhà nha, hôm nay đem món Hồng Kông nha cả nhà. Ôi nhìn hấp dẫn không? Đây là cá viên sốt Hồng Kông. Ui nhìn hấp dẫn ngay. Còn đây là mực nướng kiểu Hồng Kông luôn. Đây mà cả nhà thử của mình đây. Hấp dẫn. Cả nhà ơi mời nha. Này là nước súp. Ngon quá, ngon như thế nhỉ, ngon. Đây mời nhà nha. Ngon quá. Ẩm thực đường phố Sài Gòn thì hôm nay cuộc sống Sài Gòn TV á, mình giới thiệu cho cả nhà một cái quán ăn theo phong cách kiểu Hồng Kông nha, hương vị nấu theo kiểu Hồng Kông, ngon. Bảo Bảo như nha, quán ăn tên là Bảo Bảo, mình sẽ để cái đường link ở phía dưới cái video á với cái địa chỉ cho cả nhà. Nếu có nhà mà có dịp đi ngang qua hay là muốn thưởng thức muốn ăn kiểu Hồng Kông á thì ghé quán thưởng thức. Mm-hmm.